Rồi, xin chào các bạn. Sáng nay mình đi làm, mình vào công ty nè. Xe mình vô sớm cho nên mình thấy được cái cổng rất là đẹp. Thật là bất ngờ các bạn. Bởi vì chiều hôm qua về là chưa có cái cổng này. Giờ chúng ta cùng tiến vào xem thử nha. Coi đang chuẩn bị cho lễ gì đây. Đây là cái văn phòng công đoàn nha các bạn. Các bạn xem nè, bất cứ ở công ty hay là công viên hay là bất kỳ chỗ nào, chúng ta cũng không bao giờ quên ơn được các anh chị tạp vụ ha. Bởi vì có các anh chị thì văn phòng của chúng ta sẽ đẹp hơn, sạch hơn. Chúng ta thấy vô là thấy các chị vô đi làm sớm lắm, các chị quét dọn nè, rồi lao công ty. Bây giờ bàn ghế đã chuẩn bị sẵn để mình tiến lên đây xem nha. Nó có những cái bình bông trang nhìn rất là đẹp. Nó sân khấu cũng chuẩn bị sẵn đây. Rồi, hôm nay là khăn trải bàn nè, tất cả đều đã xong xuôi hết nè các bạn, để mình quay cho các bạn xem thêm nha. Các bạn chú ý những cái băng rôn phía trên màu xanh đây. Rồi, tuổi trẻ chi đoàn công ty bổ sung nè các bạn. Đó, các bạn đọc ở những cái này nha.